Hello, chào mọi người. Giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách để mình làm ra được một đám mây. Giờ mình sẽ tạo ra được một cái set sử dụng bằng VDB. Cái set này thì cũng đơn giản thôi. Người nặn cho nó tương đối một cái hình tròn này ra đi. Mình sẽ bóp từ hình tròn này ra. Đây, chẳng hạn mình có một cái đám mây như vậy nhé. Cái set thì mọi người có thể tham khảo reference trên mạng. Sau đó bóp làm sao cho nó tương đối cái hình phối của nó là được. Giờ mình chọn sang VDB Mesh Tool nhé. Ở đây mình có hai công cụ. Trước đó mình đã viết một cái công cụ VDB Mesh Tool này. Thì công cụ này nó sẽ cho phép nối các điểm mesh này với nhau. Đây, mọi người chỉ cần nhấp vào Create Mesh này. Và lập tức nó sẽ nối mesh với nhau. Và phần Edit để tùy chỉnh lại. Tăng cái Vessel lên để cho nó nhìn rõ được các cái object nó đã kết nối. Đây mình bật lớn lên, mình xem. Mình có thể chuyển sang cái smooth này được. Để cho nó smooth, cho nó mềm hơn. Hai này. Để một đi. Không cần thiết phải tăng nhiều. Đây. Sau đó mình sẽ select object này. Mình add noise đây. Đó, nó sẽ add cho mình cái noise. Để cho nó random cái mây một chút nhé. Mình sẽ vào editor mình tùy chỉnh cái noise ở phần dưới đây. 5. Đây cái kiểu noise này. Đó, kiểu noise. Đó, di chuyển lên xuống rồi đấy. Cái VDB Mesh Tool này của mình nó có một cái hay là mọi người có thể tùy chỉnh được cái vị trí object khi nãy. Đây là cái object cũ này. Object cũ này, mình có thể mình ẩn nó đi. Rồi, mình sẽ di chuyển các cái object này ra một cái vị trí nào đó. Thì nó vẫn sẽ kết nối. Mình có thể scale cái này lên, đó, to nhỏ lên cũng được. Không nặng nhé, cũng khá nhẹ đấy. Cái object thứ hai này mình sẽ tùy chỉnh đó, rất là dễ hơn. Thậm chí chút nữa mình tạo mây rồi mọi người vẫn có thể tùy chỉnh được những cái cục này. Rồi mình tạo cơ bản vậy nhá. Cục to này để mình bật lên lại cho nó hóp lên trên một chút. Đây, đẩy lên trên một chút. Mình đẩy lên thì cái mét kia nó cũng đi theo luôn. Rồi mình tắt cái object đi. Rồi. Coi như cái set này của nó đã ok rồi nhá. Giờ mình sẽ chuyển sang cái tool thứ hai. Cái công cụ thứ hai đây. Đó. Sẽ có hai cái tool này, cái tool ở trên ấy thì là cái để tạo các cái hạt particle của Byford ấy. Nó sẽ chuyển sang cái dạng volume để mình render. Thì mình trên bọt thì mình thường render bằng chất liệu volume shader. Còn nếu mà mình sử dụng render particle cũng được, nhưng mà nó sẽ bị thô, nó sẽ không có thật bằng volume shader. Người ta hay sử dụng để render bọt biển. Ở đây mình sẽ sử dụng công cụ thứ hai là cloud tool. Giờ mọi người có thể nhấp vào object, sau đó là nhấp vào cloud tool. Ok, giờ nó tạo ra rồi này. Giờ tắt cái phần mesh này đi. Rồi, giờ mình sẽ cần tùy chỉnh nó, mình sẽ nhấp vào Cloud Setting nhé. Sau đó nhấp vào cái biểu tượng Setting ở đây. Rồi. Ở mục đầu tiên ấy, nó sẽ cho mình export ra cái folder mà mình có thể tùy chọn ra. Ví dụ mình Project Desktop đi, test. Rồi, gạch dưới 3 dấu thăng .vdb. Mình thêm dấu 3 dấu thăng có nghĩa là nó sẽ xuất ra một chuỗi 3 đơn vị ha. Rồi, ok. Và sau đó bây giờ mình sẽ tùy chỉnh cái vessel size. Ở đây mình tùy chỉnh cho nó thấp xuống. Mọi người lưu ý là tùy chỉnh thấp vừa đấy nhá. Tại vì nếu mà thấp quá thì lúc mình review mình tùy chỉnh sẽ hơi lâu và nặng ấy. Giờ mình sẽ tùy chỉnh sao cho nó hợp lý chút. Mình để 0.3, 0.2 cũng được. Giờ mình sẽ add cho nó một cái line. Mình sẽ xoay cái này, bật phím số 7 nhá. Người thấy cũng đã nhìn thấy mây nha, nhưng mà cái chất lượng của nó chưa được tốt lắm. Mình sẽ tăng cái density lên là 10, tăng cái mật độ nó dày hơn. Rồi 10 straighter, thẩm thấu ánh sáng các thứ này. Đó, sẽ nhận ánh sáng nhiều hơn chút này. Remap bật lên này.
đó, mềm hơn này. Cái remap này nó là remap density nhé mọi người, mình chưa đổi tên để cho nó rõ ý hơn. Rồi ở cái phần thứ hai là phần noise. Noise này mình có thể tùy chỉnh được. Ở phần time step này có nghĩa là cái mây khi mà đơn vị lớn hơn ấy, nó sẽ lan tỏa rộng hơn. Ở đây mình sẽ cho thử 0.4 nhé. Đó, nó sẽ lan tỏa rộng này. Nhưng mà thì mất cái hình khối của cái đám mây vừa rồi mình rồi, mình cho nó vừa thôi. 0.2 mật độ này nó đang ít đó, mình cũng cho density cao hơn một chút. Cái step mình cho nó 2. Đó, mọi người thấy được đám mây thấy không? Nhưng mà cái phần vertical size của nó, chi tiết của nó chưa được tốt. Nếu mà chút nữa mình tùy chỉnh xong ấy, mình sẽ tùy chỉnh thêm cái bước này nữa. Rồi. Flow xong rồi, time step xong rồi, step xong rồi. Sim up, cái phần sim này thì mình sẽ nói sau với các bạn, bởi vì khi mình bật lên ấy, thì mình có thể mình bấm play thì nó sẽ chạy. Nó sẽ chạy sim, nó sẽ bung rộng ra. À, nhưng mà đây là mình sẽ làm đám mây tĩnh cho nên là mình sẽ không sử dụng đến nó. Rồi ở cái phần smooth này mình có thể tăng lên một chút ở cái phần volume này nhé. Mọi người nếu mà cái phần volume này nó bị out ra ngoài á, ở đây mình có thể cho là -2 này, để cho cái phần ô vuông này nó được đẩy rộng ra hơn một chút thì cái đám mây của mình nó sẽ không bị cắt. Mình đang cho nó rộng hơn này. Đó, nó sẽ rộng ra ngoài và nó sẽ không bị cắt đứt bởi đám mây. Rồi, giờ mình sẽ giảm cái phần vertical size này xuống 0.1. Rồi, chi tiết nó lên hơn rồi nha. Đó, giờ mình sẽ cần tăng thêm cái smooth này lên một chút để cho nó làm mềm hơn một chút cái phần bề ngoài này. Đó, nó sẽ làm mềm hơn. Mình giới thiệu luôn các bạn là cái phần mục này là cái mục mode, cái các cái kiểu của nó, semi này, midbone này. Rồi mọi người có thể tùy chỉnh chọn những cái nào mà thấy nó hợp lý thì mình có thể sử dụng. Rồi đây mình chọn định đi. Khi mà mình đã tạo cái đường dẫn ở đây, khi mình chỉ cần tạo đường dẫn và chỉnh thông số thì ngay lập tức ở bên ngoài file này nó sẽ tạo cho mình cái file này, test cloud này, nó sẽ có một cái file luôn. Ok ha. Còn nếu mà mình muốn có một chữ hình ấy thì mọi người chỉ cần bấm play trên timeline này, nó sẽ sinh ra một chuỗi mây cho mình luôn. Bởi vì mình sử dụng một frame thôi, frame tĩnh chứ mình không có chuyển động mây động, cho nên là mình sẽ chỉ cần sim một frame mà được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử render nhé. Mình chỉ cần tắt cái mây đi cho nó nhẹ hơn chút này. Red shift, mình sử dụng red shift nha. Này, mình tạo cái này. Giờ mình sẽ mở bảng hyperspace lên. Rồi mình chọn cái volume này, sau đó gắn cái density vào đây. Ok, mình sẽ đặt thêm một cái đèn nữa. Mình sẽ mở cái lúc đẹp tool của mình lên. Lúc đẹp tool này phiên bản của mình là phiên bản 1.082. Mình có add thêm một số line texture ở đây. Rồi mình sẽ tạo một cái đèn nhé. Đèn này mình sẽ tắt cái đèn này đi nhé. Mình sẽ show line lên. Rồi, đèn dumb line. Sau đó mình sẽ chọn bất kỳ một cái HDR này. Ở đây mình có rất là nhiều cái HDR, khoảng 155 cái. Và mình sẽ chọn một số cái line. Rồi mình sẽ bấm render ở đây. Mọi người có thể sử dụng Ethernet nhé. FireVDB CAD này, mọi người có thể sử dụng cho bất kỳ trình render nào. Mình sẽ tắt cái background đi, chọn cái DOM line. Rồi trong cái đèn DOM line này mọi người nhớ bật cái volume này lên nhé, cái đèn volume lên nhé, thì nó mới hỗ trợ render cái VDB volume này được. Rồi bây giờ mọi người nhấp vào volume shader nhé. Giờ cái phần này mình sẽ tăng cái độ dày lên này. Rồi mọi người nếu mà đã từng render mấy cái volume mây khói thì mọi người sẽ biết được là cần điều chỉnh ở đâu. Đấy mình điều chỉnh lại cái mục này.
mục trên đây là chỉ là ren cái màu sắc nhé, màu sắc của độ sáng. Cái scatter này sẽ làm sáng, tăng độ sáng của mây này. Đó, mình sẽ tăng lên này. Đó, mọi người thấy nhé. Và thứ hai là cái phần tin này nó sẽ cho mình một cái màu tổng, một cái màu tổng trên cái mây. Mây thì nó là màu trắng rồi. Ở đây mình có thể tăng lên là 5 cho nó sáng hơn chút. 4. Rồi ở phần này mình sẽ cho độ mây, nếu mà mình thấy nó vừa đủ thì thôi nhé. Đây. Giờ mình chỉnh thêm. Đây mình cho 5, 4. Đó, cho 5 cho nó nét hơn này. Ở đây là tăng cái độ dày của khói, của volume nhé. Còn ở phần dưới emission này thì nếu mà trong cái trường hợp mọi người render mà lửa, render lửa thì hay sử dụng cái này. Rồi mọi người nhấp vào cái effect này nhé. Vừa tùy chỉnh vừa xem làm sao nó vừa đủ là được. Rồi bây giờ mình sẽ add thêm một cái đèn nữa. Một cái đèn gọi là đèn có hướng, để nó sẽ làm cho cái phần ánh sáng nó sẽ được thẩm thấu xuyên qua đám mây. Muốn cái đèn hiệu quả thì mình phải kích hoạt cái volume line đi nhé. Đó, mọi người sẽ thấy được là nó thẩm thấu xuyên qua phần mây mỏng, nên nó sẽ xuyên qua như vậy. Giờ mình sẽ giảm cái đèn xuống. Đó, giảm xuống 5. Tùy mọi người xoay hướng mây, chọn hướng nào xoay nhá. Nó xoay làm sao để cho cái mây đánh đèn sao để cho nó có khối, nó sẽ đẹp hơn. Rồi, mình sẽ vào chỉnh lại cái phần chất liệu. Mình sẽ cần bật cái auto sample lên. Ở trên Redshift nó có cái auto sample, cho nên là không cần phải tính toán gì cái sample chi ha. Rồi mình bật cái render lên, nó sẽ thấy rõ được hơn. Rồi, mình sẽ cần bật thêm GI luôn. Bạn nào đang sử dụng Redshift thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái code để tải free cái look dev này của mình. Cái look dev tool 1.082, đây là phiên bản mới nhất của mình. Mình đang bán là $6. Bạn nào muốn sử dụng mình sẽ chia sẻ miễn phí cho mọi người nhé. Rồi, mình sẽ tùy chỉnh thêm cái màu sắc của cái phần mây tiếp, phần volume này. Bây giờ mọi người muốn cái phần shadow này nó sẽ ảnh hưởng cái màu trời á. Thường màu trời mình lên trên thường nó sẽ hơi ám màu xanh xuống một chút, thì mình sẽ ở cái phần làm dày mây này, phần tin này, mình sẽ điều chỉnh cái màu sắc của tin này nó lên một cái màu gam màu. Đó, mọi người sẽ thấy nhá. Được, mình tắt này đi. Rồi nó sẽ ám một cái màu xanh này. Cho vừa thôi, cho nhẹ thôi. Rồi, quên nói với mọi người là cái màu sắc trên phiên bản Redshift mới á, nó có chuẩn màu mới này. Thì mình sẽ chọn ra cái chuẩn màu ấy, mình chỉnh nó sẽ đẹp hơn. Yeah, nó sẽ đỡ bị cháy hơn. Mình sẽ chỉnh độ dày của nó này, độ dày mình cho nó vừa, đoạn này nó dày quá. Để cho nó thẩm thấu xuyên qua một chút này, mọi người thẩm thấu xuyên qua này. Giảm cái độ sáng của mây xuống chút. Rồi. Đây, này nó sẽ mềm hơn này. Mây nó sẽ mềm hơn này. Nhưng mà sẽ ít khối hơn. Mọi người muốn khối hơn thì mọi người tăng cái độ dày của nó lên. Độ dày của mây lên thì nó sẽ khối hơn nhé. Mình sẽ render thử này. Như vậy là mình đã tương đối chỉ nhanh, chia sẻ nhanh cho mọi người cái cách để tạo ra được một cái đám mây nhỏ theo ý của mình. Mọi người có thể model theo cái shape mây mà mọi người muốn. Ở đây mình sử dụng trình render Redshift và sử dụng thêm NookDev Tool và VDB Mesh Tool. Ở phần VDB Mesh Tool mình sẽ gửi đường link ở bên phía dưới video để mọi người có thể tải xuống nhé. Rồi, ok, cảm ơn mọi người.